Ngày 22 tháng 11 năm 1871, nhà yêu nước Nguyễn Trường Tộ qua đời. Ông sinh ra tại làng Bùi Chu, nay thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngày 22 tháng 11 năm 1916 là ngày sinh nhà thơ Phạm Huy Thông. Ông sinh ra tại Hưng Yên và mất năm 1988 tại Hà Nội. Tác phẩm tiêu biểu của ông, Yêu Đương, Anh Nga, Tần Ngọc, Tiếng Địch, Sông Ô. Ngày 22 tháng 11 năm 1963 ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ John Kennedy bị ám sát và thống đốc Texas John Connally bị thương nặng. Ông Kennedy được xác định bị Lee Harvey Oswald bắn trọng thương khi đang tham gia diễu hành vận động bầu cử cùng vợ là bà Jacqueline. Thống đốc bang Texas khi đó là John Connally và vợ ông này là Nellie. Trên đoàn xe hộ tống tổng thống, nhà chức trách sau đó kết luận Oswald hành động đơn độc trong vụ ám sát trên. Nhưng trước khi chính quyền có thể thẩm vấn đầy đủ Oswald, tên này đã bị bắn chết bởi chủ câu lạc bộ Texas Jack Ruby. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng chính phủ Mỹ đang che giấu những điều họ biết về vụ ám sát. Các thuyết âm mưu bắt đầu lưu truyền về việc liệu CIA có tham gia vụ ám sát này hay không. Cho đến nay, vụ ám sát tổng thống Kennedy vẫn được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.